Xin chào tất cả các bác đang theo dõi kênh YouTube của cơ sở Khuôn Tổng Hợp. Hôm nay cơ sở tiếp tục giới thiệu với các bác về bộ khuôn chậu lục giác rộng 75, dáng bầu và mẫu cây tùng. Sản phẩm được đúc từ bộ khuôn ABS và cả khuôn chậu lẫn khuôn chân thì đều có lòng trong. Đầu tiên em sẽ quay chi tiết về cái thành phẩm mà sau khi đã đúc hoàn thiện. Đây chính là cái thành phẩm của bộ lục giác rộng 75 mẫu cây tùng mà cơ sở mới tháo khuôn thôi, còn chưa kịp sơn. Đối với mẫu này thì 6 mặt họa tiết của nó thì đều là cây tùng và hoa văn thì rất là sâu nhé. Đây các bác để ý cái phần cây tùng này sâu hơn một đốt ngón tay luôn, hoa văn rất là nổi và từng chi tiết của lá tùng này cũng rất là rõ ràng. Các bác xem một vòng xung quanh của sản phẩm, để ý cái phần hoa văn cũng rất là sâu nhé, rất là nổi. Tuy nhiên thì khuôn này là khuôn ABS nên là tháo khuôn là rất là dốc rồi. Còn về phần kích thước của sản phẩm, với chiều rộng miệng phủ bì mà đo hai cạnh song song, đây đúng là tròn là 75 cm nhé. Còn phía lọt lòng của hai cạnh song song còn được là khoảng 65 cm. Đây, phần chiều rộng miệng phủ bì của chéo cạnh đây là 86 cm. Chéo cạnh của phần lọt lòng còn được là 74 cm nhé. Về phần chiều cao tổng thể của cả chậu và cả chân là 60 cm, thì trong đó thì phần chân nhé, phần chân là 25 cm, còn phần chậu này là 35 cm. Còn phần trong lòng, chiều sâu trong lòng của chậu thì còn được khoảng 31 cm. Đối với chiều rộng phía đáy bên trong lòng còn được khoảng 38 cm. Phía đáy của phần chéo cạnh là 43 cm. Ở bên cạnh đây chính là cái bộ khuôn của nó. Thì bộ khuôn này được cấu tạo từ vật liệu nhựa ABS và cả khuôn chậu và khuôn chân thì đều có lòng trong. Phần bên ngoài của chậu thì có cấu tạo bao gồm có 6 mảnh ghép lại với nhau và liên kết bằng cái chốt nhựa truyền thống này. Đây, xung quanh phía chốt nhựa này thì nó có cái gân này rồi, để nó tạo thêm độ dày và chắc chắn hơn của khuôn hơn. Và phần bên trong của cái lòng trong này thì cũng cấu tạo từ 6 mảnh ghép lại với nhau và liên kết bằng cái ốc sắt này. Và phía đáy thì có một cái tấm đáy nữa để làm cái lỗ thoát nước. Rồi tấm đáy này có 3 cái phần nhô xuống này để làm cái lỗ thoát nước. Đây, em tiến hành nhấc cái lòng trong lên để các bác theo dõi nhé. Đây chính là cái phần ốc sắt đây, cái ốc sắt để liên kết với cái lòng trong với nhau đây. Thì mặt này rất là phẳng này, nên chúng ta tháo khuôn cũng rất là dễ thôi. Và phần tấm đáy đây, phía đáy thì có 3 cái phần nhô xuống này để làm cái lỗ thoát nước. Đây các bác xem cái lỗ thoát nước của chậu thành phẩm bên cạnh này, có 3 cái lỗ có sẵn rồi. Ở bên trong của phần khuôn chậu đây, họa tiết chính là cây tùng nhé. 6 mặt thì đều là cây tùng. Đây, họa tiết cũng rất là sâu này. Khuôn ABS thì rất là bóng rồi, tháo khuôn rất dễ thôi. Bên trên thì có một hàng chỉ chạy này, còn bên xung quanh này đều là trơn nhé. Để tháo khuôn nó sẽ rất dốc hơn. dưới cùng này chính là cái phần tấm đáy này, tấm đáy của chậu đây. Tiếp tục cái phần cuối cùng thế là phần khuôn chân. Khuôn chân này thì cũng có lòng trong. Cấu tạo của nó bao gồm cũng có 6 miếng vỏ ngoài này liên kết với nhau bằng cái chốt nhựa này, và cái lòng trong. Cái lòng trong thì liên kết với nhau cũng bằng cái ốc sắt thôi. Cũng cấu tạo bao gồm có 6 miếng vỏ ngoài. Và dưới chân thì cũng có sẵn các đường gân này, các đường gân để làm cho khuôn nó dày và chắc hơn. Cả khuôn chậu và cả khuôn chân này thì đều có lòng trong nên là đổ cũng rất là dễ thôi. Vừa rồi là em đã giới thiệu chi tiết với các bác về bộ khuôn chậu lục giác rộng 75. Sản phẩm khuôn chậu có bán tại cơ sở Khuôn Tổng Hợp. Các bác đặt khuôn có thể liên hệ với số điện thoại và Zalo được ghi trên màn hình. Và ngoài mẫu khuôn này thì cơ sở còn có rất nhiều mẫu khuôn khác. Các bác có thể tham khảo tại website khuontomhop.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.